ra đây vì nó tưởng là cho ăn vào thôi ạ. Không được cái phòng. Ôi trời, đi vào hết, đi lên trên đây hết nó nhìn này. Phòng đứng yên, phòng không biết làm sao bây giờ. Tự dưng thấy cả một đàn vịt đi lên. Đây là khắp mọi nơi này. Cả vịt cả sóc đều đi lên này. Nó ra nó mổ cho Phong luôn. Ôi trông buồn cười quá hả? Phong không biết phải làm gì bây giờ. Buồn cười quá. Đi lên trên đây hết rồi đây này. Chưa thấy Phong cho gì. Bây giờ mang bánh mì đến là nó tách mình. Vâng. Phong chưa dám đuổi. Phong định cho nó ăn cát rồi, làm sao nó ăn cát được con? Cho ăn bánh mì. Phải cho ăn bánh mì, nhưng hôm nay mình không ăn bánh mì, để hôm khác. Khiếp, nhiều vịt chưa? Giờ nó đi đâu hết giờ? Nó ra xe ô tô của mình rồi. Ôi, giời, Phong kìa. Ôi, con đấy nó còn cao hơn cả Phong, cẩn thận Phong đi xuống dưới nước luôn đi chứ. Nó bảo không cho tôi ăn nè. Thôi nó kêu kìa. Nó kêu cái gì vậy? Tinh quá. Nó đánh nhau đấy. Nó gọi cái gì vậy? Phong ơi đi ra đây không, nó cắn. Nó mổ thật đấy. Ra đây nó mổ. Ra đây. Nó mổ Phong bây giờ đấy, phải đi bệnh viện đấy. Nó cao bằng Phong, nó mổ vào mắt đi chứ. Anh gọi con ra đây đi. Có con sóc nó đang nằm phơi trên tảng đá này. Chạy mất rồi. À con chim xanh đây này. Con chim xanh lúc nãy mình thấy này. Ở đây bụi mà. Con chim xanh.